Vườn hoa hồng được trồng hơn 5 năm trước và mới đưa vào khai thác gần đây với hàng trăm loài hồng cổ từ Sapa, Hải Phòng, Huế, Vân Khôi, Đà Lạt và hàng trăm giống hồng nhập ngoại quý hiếm. Đây là thời điểm hoa nở rộ nhất trong năm, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ lãng mạn, thu hút rất nhiều khách du lịch tham quan. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho du khách thưởng ngoạn trong dịp lễ tình nhân 14 tháng 2. Vườn hoa hồng được chăm sóc công phu và canh tác hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ, nên khi đến tham quan, du khách được ngắm những bông hoa rực rỡ sắc màu và mùi hương thơm ngát của hoa hồng.